Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, quý vị đang trên làn sóng của đài NVO phát đi từ thủ đô Washington. Và ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020. Và thưa quý vị, những bản tin mới nhất trong ngày thứ tư gửi đến cho quý vị cùng với Lê Ngọc đó là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên, kính chào quý khán thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng và trước khi mà anh em của chúng tôi gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày thứ tư thì Lệ Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại hai miền như thường lệ. Sáng ngày hôm nay thì Lệ Ngọc đang thấy là bầu trời tại thủ đô Washington đã có những cái ánh nắng của buổi sớm mai xen lẫn với những áng mây. Nhiệt độ hiện tại 63 độ vào buổi trưa thì thưa quý vị, Lê Ngọc đang thấy buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày rất là đẹp. 73 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ tư. Vào buổi tối, 57 độ. Ngày mai, ngày thứ năm, thứ sáu thì quý vị, chúng ta sẽ trở lại bầu trời nhiều mây và sẽ có mưa. Và cái cơn mưa này sẽ kéo dài cả trong hai ngày do đó nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ năm 60 độ buổi tối 46 ngày thứ sáu thì bắt đầu lạnh hơn chỉ có 49 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ sáu buổi tối 35 độ hai ngày cuối tuần ngày thứ bảy bầu trời có những cái ánh nắng nhưng mà những cái ánh nắng này rất là nhẹ nhàng và nhiệt độ cao nhất chỉ có 49 độ, buổi tối 37 độ. Bước cao ngày Chủ nhật thì hiện nay dự đoán lại trở lại có mưa và nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ nhật 60 độ và buổi tối rất là lạnh 33 độ và Lệ Ngọc đang nhìn qua miền Bắc California, San Jose của quý vị khán thính giả và của luật sư Duyên. Hiện tại bầu trời rất là nhiều mây và nhiệt độ, thưa quý vị, 50 độ là nhiệt độ hiện tại. Nhưng mà sau đó vào buổi trưa thì quá đẹp, 78 độ và buổi tối hơi xe lạnh 49 độ. Những ngày còn lại trong tuần tại San Jose, miền Bắc California, Lê Ngọc đều thấy là bầu trời trong sáng nắng và nhiệt độ từ 76 cho tới 80 độ Nhưng mà buổi tối thì khoảng 48 cho tới 50 độ Đó là thời tiết tại uh, miền Bắc của California mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị Và trở lại với lại luật sư Duyên trước khi mà Lê Ngọc cập nhật đến cho quý vị Cái tin về Covid-19 như thế nào Lê Ngọc xin uh, mời anh Duyên Và tình hình uh, cái... Um dịch covid 19 thì chắc sẽ uh, chờ lệ ngọc nói một vài cái uh, chi tiết về con số và cái uh, cập nhật tình hình vòng quanh thế giới như thế nào nhưng mà có cái uh, một cái nghiên cứu ở bên anh nó cho thấy rằng là cái uh, những cái người mà bị nhiễm covid 19 thưa quý khán thính giả là thường thường khi mà chúng ta nhiễm một cái uh, một cái con vi nào đó thì người chúng ta có cái kháng thể thì cái kháng thể đó đó Ờ, nó tùy cái cái loại bệnh khác nhau mà đôi khi cái kháng thể nó có thể kéo dài 6 tháng hay là một năm chẳng hạn như mình chích uh, flu chẳng hạn khi mình chích khi cái, cái uh, thuốc chủng ngừa cúm thường của mình đó mỗi cúm mùa mỗi năm đó thì mình chích một mũi thì nó kéo dài gần như là trọn năm phải tới năm sau mình mới chích trở lại mà hoặc là um, có những cái loại bệnh mà gọi là mình đã bị uh, một lần rồi chẳng hạn cái bệnh sởi của mình ở Việt Nam gọi là bệnh sởi đó, Mỹ họ gọi là mizo. Đó. Thì khi mình đã bị bệnh thì cái kháng thể nó nằm ở trong người mình gần như là nằm hoài luôn, đó, nằm cả đời luôn. đó Thì uh, nhưng mà riêng cái 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 Covid-19 thì nó hơi nguy hiểm một chút xíu là chỉ trong vòng cái um, họ họ thử những cái cái số người mà họ họ thăm, dò họ, họ thử đó 365.000 bệnh nhân đã bị bệnh thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi thì cái số lượng kháng thể nó giảm khoảng là, là giảm 26% có nghĩa là thay vì 100% nó giảm đi tới 26% chỉ còn có bảy mươi mấy phần trăm thôi thì nếu mà như vậy thì cái thời gian mà giảm như vậy là quá nhanh và có thể ngay cả lúc mà chúng ta có vaccine đi nữa đó thì cái covid 19 có thể là mình phải chích thường hơn chứ không phải là một năm một lần như là cái cái bệnh cúm thông thường thành ra uh, người ta nói rằng cái người đã dựa theo cái 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 uh, nghiên cứu này đó thì đã nhiễm covid 19 rồi thì trong một thời gian sau tùy cái cơ thể mỗi người có thể nó sẽ quay trở lại rất là lẹ cho nên mình cái đó lại thêm một điều mình biết về cái covid 19 trở lại với anh không Dạ vâng, đây là cái con số mà Lê Ngọc à, cập nhật đến cho quý vị trong ngày thứ tư hôm nay. Ở trên thế giới, tổng số mà người mà bị nhiễm đó thưa quý vị đã hơn 44 triệu. 44 triệu 363.266 người bị nhiễm. Số người tử vong đã bước qua cái con số hơn 1 triệu rồi thưa quý vị. 1 triệu 173.884 người. Rất may mắn là cái số người được chữa khỏi là hơn 32 triệu. 32 triệu 512 000 911, 911 người đã được à, chữa khỏi. Còn nước Mỹ của chúng ta, thưa quý vị, vẫn đứng hàng đầu với cái số người bị nhiễm đã bước qua con số 9 triệu, 9 triệu 39.170 người bị nhiễm. Và chỉ trong vòng một ngày mới thôi nha, thưa quý vị, cái con số này cũng lên quá nhiều. Mấy chục ngàn người bị nhiễm, số tử vong Lê Ngọc đã thấy là bước qua hơn cái con số 230.000 người, cái con số này nó dao động, nhưng mà hiện nay cái số người bị chết đã hơn 230.000 người và số người được chữa khỏi gần 6 triệu người. Do đó thưa quý vị, đó là cái điều mà chúng ta mong muốn là dù rằng có lỡ bị lây nhiễm, hy vọng là chúng ta sẽ vẫn được chữa khỏi chứ đừng để cái con số người mà bị chết nó cứ càng ngày nó càng gia tăng. Ấn Độ là cái nước đứng hàng thứ nhì sau nước Mỹ của chúng ta. Lê Ngọc thấy sắp xỉ là gần 8 triệu rồi thưa quý vị, 7.990.322 người đã bị nhiễm và số người tử vong khoảng một nửa của nước Mỹ, hơn 120.000 người, năm 120.000 54 người đã bị chết. Brazil đứng hàng thứ ba. 5.444.903 người đã bị nhiễm và số người tử vong thì còn hơn Ấn Độ, 157.981 người đã bị uh, chết. Nước Nga đứng hàng thứ tư với cái con số là hơn 1.563.976 người bị nhiễm. Số người tử vong nó đỡ hơn thưa quý vị 26.935 và có một cái điều ở các nước châu Âu trong đó có nước Pháp là gần 1 triệu 200.000 người đã bị nhiễm và số người bị chết lại nhiều hơn nước Nga. Thưa quý vị, 35.541 người đã bị uh, chết. Tây Ban Nha là đứng sau nước Pháp với cái số người bị nhiễm 1 triệu 174.916 và số người bị chết cũng khá cao, 35.298. Thưa quý vị, nếu mà nói đến cái số người chết đó và số người bị nhiễm thì nước Mỹ vẫn là một cái con số cao kỷ lục vẫn đứng hàng đầu ở trên thế giới mà một cái điều rất là đau buồn thưa với luật sư duyên anh em của chúng ta đã nói với lại quý vị khán thính giả tòa bài đốc qua cái lời lên tiếng của ông chánh văn phòng của tòa bà đốc ông Meadows, nói rằng là không cần phải ngăn ngừa cái sự lây nhiễm nữa đó là một cái điều mà hiện nay à, chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích và từ cái điểm đó đó người dân giận dữ rồi ngay cả đối thủ của ông ngay lập tức cái điều đó là chắc chắn ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân Chủng Joe Biden đã chỉ trích rằng đó chính là cái trách nhiệm của một vị lãnh đạo phải bảo vệ cái sự an toàn cho người dân khi mà đại dịch đến thưa với lại luật sư Duyên với cái lời tuyên bố, bố của Tổng thống đó là bây giờ là chúng ta là round the curve, uh, chúng ta round the corner. Mà còn nói theo tiếng Việt Nam mình có nghĩa là mình đã bây giờ lần lần là mình tóm gọn trở lại rồi. Nhưng mà không có tóm gọn càng ngày cái con số. Quý khán thính giả thấy là Lê Ngọc mới vừa chia sẻ bây giờ là trên hai ba trăm trên hai trăm ngàn là chúng ta nhớ là khi mà đầu mùa mùa dịch đó chính cái này là từ phía bên tòa bạch ốc họ nói đó. Nếu mà cái số chết là giữa 100.000 cho tới 200.000 có nghĩa là mình làm good job lắm là tổng thống nói như vậy. Nhưng mà cho cho tới giờ phút này đó thì thoạt đầu khi mà đạt tới con số 100 000 thì mình trong cái một lúc mà mình nói chuyện mình cũng bắt đầu lo mình nói là mình chỉ hy vọng là nó đừng có lên tới cái số tối đa là 200 000 bây giờ, bây giờ nó là 230 ngàn rồi mà theo cái đà này đã cách đây một hai tháng gì đó là những cái người mà chuyên gia bác sĩ nói rằng là vào mùa đông mà lại tổng thống là cứ tiếp tục nói rằng là không có gì hết cứ đi ra đi con của tôi nó bệnh rồi bây giờ nó đâu có chết đâu này nọ vân vân đó thì cái cái dự đoán của người ta là cho tới tháng 12 này nó có thể là lên tới khoảng chừng 360.000. Nhưng mà quý khán thính giả thấy không? Bây giờ đó là 230.000 rồi, có nghĩa là còn khoảng 100.000 nữa là mà từ đây tới cuối năm chúng ta còn nguyên tháng 11, nguyên tháng 12. Mà với cái cái cách của tòa bạch ốc đó là giống như là cái ông ông Mark Meadows ông nói là bây giờ không có kiểm soát gì nữa đấy bây giờ chỉ còn chờ thuốc chủng ngừa thôi nhưng mà thưa quý khán thính giả cái điều mà nó thấy rõ ràng nhất là nếu mà cái cách behavior của mình đó, bây giờ chưa có vaccine chưa có thuốc chủng ngừa nhưng mà rõ ràng là cái mặt nạ cái 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 mask đó, cái khẩu trang đó và cái cái giữ cái khoảng cách yes mình không có đóng cửa hẳn gọi là để mà mình tự gia mình với cái xã hội bên ngoài nhưng mà nếu mà khi đi ra chúng ta hiểu được cái 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 cách mà mình ứng xử đó nó giảm cái cái mức độ mà lây nhiễm rất là cao cho nên làm ơn cứ tiếp tục đeo khẩu trang đeo mặt nạ ai muốn nói gì nói ai muốn làm người hùng cứ để người ta làm người hùng mình bảo vệ cho chính mình và đồng thời mình cũng bảo vệ cho người khác nữa nhiều khi tôi đi vì cái sinh hoạt mà phải đi tới chỗ này chỗ nọ nhưng mà <laughs> nếu tôi thấy nơi đó mà người ta không có người ta coi thường cái mặt nạ đó mình cũng không có mình cũng không có um, gọi là tự nhiên để mà mình nói chuyện nữa tại vì chính mình mình đeo mặt nạ mà thành ra vì cái công việc ghé đó hai phút ba phút rồi mình bỏ mình đi tại vì cái cái mặt nạ mình biết là nó, nó nó kiểm soát rất là hiệu quả cái đó là mình rõ rồi. Còn ngoài ra thì cũng cái tin liên quan tới cái đại dịch 19 này Covid 19 này đó. Thì cái đây là cái cái lời lên tiếng của chính quyền Indonesia nè. Là họ nói rằng là nước Mỹ của chúng ta đó là cách đây vài tuần thôi mình yêu cầu là phi cơ do thám của mình đó phải được đáp phải phải được um, xin phép là Indonesia cho đáp xuống để mà thứ nhất là để mà lấy xăng rồi để mà uh, gọi là tu bổ mà muốn đáp xuống cái cái uh, Indonesia mà trong khi đó, đó thì khi mà nói về tới cái vấn đề mà cái 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 đảo quốc mà gồm có hai chục trăm bảy triệu dân đó mình không hề nói một cái tiếng nào về cái chuyện là mình có thể mình nếu nếu mà cái vaccine mà nó available đó mình có thể mình viện trợ hay là mình cung cấp cái cái cái, cái số lượng vaccine cho cái nước Indonesia trong khi đó, đó thì Trung Quốc quý khán thính giả thấy định, như cái chỗ nào mà Mỹ bỏ trống là Trung Quốc họ nhào vào liền à Trung Quốc họ đây không phải là một cái một cái uh, thỏa ước gì cả nhưng mà những công ty của Trung Quốc đó dĩ nhiên mình nói công ty này thì có nghĩa là đi qua cái 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 ảnh hưởng của chính quyền rồi họ cam kết là khi mà vaccine mà available đó thì họ cam kết họ sẽ hiến tặng là 250 triệu liều còn những cái công ty của bên Anh đó thì họ nói là họ sẽ hiến tặng 100 triệu liều những nơi nào mà chúng ta vắng mặt chúng ta À, để cái khoảng trống về cái leadership đó là những nước khác nhào vào liền thức khác mà cái nước mà đang cạnh tranh với Mỹ về cái cái ảnh hưởng đó nhiều nhất đó là Trung Quốc nó rõ ràng như vậy cho nên trong khi đó thì về phía Mỹ không có một công ty nào mà cũng không có về phía chính quyền Mỹ nữa cũng không có muốn không có một một, một cái cam kết là sẽ trợ giúp nếu mà giả sử cái vaccine nó có cũng mình cũng không mình cũng không có nói gì cả mà trong khi đó thì mình nói là chúng tôi cần chúng tôi cần là phi cơ chúng tôi đáp xuống rồi đổ xăng rồi phi cơ do thám đó đáp xuống đổ xăng để rồi, rồi sửa chữa này nọ vân vân thì cái, cái là từ cái phía mà ngoại giao của Indonesia mà họ nói lên những điều đó đó thì nó cho thấy là cái chính sách ngoại giao của mình mà cái kiểu mà chỉ có Mỹ thôi cái gì có lợi cho Mỹ mình mới làm America First đó cái chính sách đó hình như bây giờ nó 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 là một cái một cái kết quả mà tại sao khi thế giới nhìn tới nước Mỹ đó theo theo cái cái, cái, cái lời của một cái lá thư mà gọi là để ủng hộ ông Biden đó họ nói rằng là dưới cái thời Donald Trump đó đến mức độ mà nước Mỹ nhìn không ra nữa nhìn không ra nước Mỹ nữa trở lại với Lego sôi nổi mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị nha. Quý vị đã sẵn sàng để mà biết được cái kết quả của cuộc bầu cử vào sau cái ngày chính thức vào khuya đêm ngày 3 tháng 11 hoặc là ngày hôm sau hay không. Nhưng mà có một cái đài truyền thông mà họ đang rất là lo ngại thưa quý vị. Và cái đài truyền thông này là đài nào? Đó chính là Fox News thì fox news trong những cái tuần gần kề tới ngày bầu cử đó đã đưa lên một cái kế hoạch rất là chặt chẽ để đưa cái tin vào tối của cái ngày bầu cử tối ngày 3 tháng 11 và fox news đã chuẩn bị đội ngũ nhân sự và tài năng cho cái đêm để đưa đến những cái tin tức cho tất cả quý vị khán giả ở trong năm tuy nhiên thưa quý vị fox news bây giờ đang phải đối mặt với một cái sự lo ngại và một cái sự bất ổn sau khi thưa quý vị một khá nhiều một số nhân viên của Fox News một số um, các uh, phóng viên thưa quý vị họ đã bị phơi nhiễm với lại Covid 19 có nghĩa là họ đang bị uh, dương tính thì ngay cả nhân viên của Fox News đã cho biết là mọi người đang hoảng sợ và lo lắng về cái đêm bầu cử và đó chính là à, tin tức mà từ tờ The New York Times mà ngay cả của Fox News cũng loan tin là một số lãnh đạo và những phóng viên nổi tiếng những ngôi sao của Fox News họ sẽ phải cách ly và họ phải xét nghiệm Covid-19 sau khi bay chung cái chuyến phi cơ riêng từ Nashville trở về New York. Sau cái đêm tranh luận tổng thống vào đêm ngày thứ năm mà chúng ta đã biết rằng là Fox News họ đi theo tổng thống rất là nhiều vì bắt đầu họ đã có một nhân viên của fox new bị xét nghiệm dương tính với lại cái con virus uh, corona và hành khách trên cái chuyến bay này thưa quý vị có ai có chủ tịch của hệ thống truyền thông của Fox News đó là Jay Wallace cùng với một số sướng công viên và ngay cả nhà phân tích bình luận về uh, chính thức uh, gọi là nhà bình luận của uh, Fox News ở trên làn sóng của họ trong đó là ngọc thấy nào là có Brad Bayer, có Martha McCallum, Dana Pino và Warren Williams tất cả những cái ngôi sao mà Lê Ngọc vừa mới kể cho quý vị đó bốn nhân vật này đó thưa quý vị đều đang được mong đợi là sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái bản tin của cái cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới của Fox News nhưng một cái điều họ đang lo ngại là chính họ họ cũng lo sợ cái sức khỏe của họ và họ phải cách ly thì không biết khi mà họ cách ly thì họ sẽ bình luận như thế nào và phải sắp xếp như thế nào để mà có thể gửi đến những cái tin tức cập nhật đến cho tất cả uh, gọi là khán giả của Fox News trong cái ngày uh, 3 tháng 11 uh, sắp tới. Đó là cái tin mà Lê Ngọc thấy là hiện nay đang rất là nóng thưa quý vị vì Fox News cũng gọi là bấn loạn lên không biết như thế nào uh, thưa với lại uh, luật sư Duy. Và, và chuyện như chúng ta biết đó là cái uh, chuyện mà mình uh, quarantine. Thí dụ bây giờ uh, mình đi trên một chuyến bay, trên chuyến bay đó có một hai người bị dương tính thôi đó thì vì mình đã có tiếp xúc thì tất cả các bác sĩ, tất cả các chuyên gia khuyên là mình phải tự cô lập 14 ngày. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn có 6 ngày nữa hôm nay dạ yeah, cũng còn còn có 5 6 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử rồi. Cho nên nếu mà mình tính tới cái đêm hôm nay là sáng thứ tư, tính cho tới cái đêm thứ ba mà lẽ ra phải ngồi lại với nhau để mà làm những cái thông tin đó thì chỉ còn có 6 ngày thôi. Cho nên đó là một cái lo ngại về sức khỏe. Nhưng mà một cái lo ngại thứ hai nữa về cái đêm uh, bầu cử đó là um, chúng ta thấy có một cái có có hai cái hồ sơ mà lên tới tối cao pháp viện mà cái kết quả nó trái ngược nhau thì tôi cũng uh, muốn chia sẻ chúng ta biết là hai cái tiểu bang mà gọi là hai tiểu bang chiến địa đó là uh, là là ở Pennsylvania với là Wisconsin thì hôm uh, hôm tuần trước nó có một cái chuyện như vậy là Pennsylvania đó họ mà cái cái là người ta mới đưa ra Pennsylvania, đó là giữa cái mùa đại dịch này đó thì họ chấp nhận với cái chuyện là thí dụ cái thư cái phiếu bầu đó là mình mình đưa ra bưu điện mình gửi mà đó, họ đóng dấu vào cái ngày bầu cử có nghĩa là mình đưa ra bưu điện vào ngày 3 tháng 11 mà được đóng dấu đó thì bên phía bên, bên Pennsylvania họ nói rằng là nếu mà đóng dấu ngày 3 tháng 11 mà tới cái phòng phiếu trễ có nghĩa là 4 uh, trễ 3 ngày có nghĩa là tới 6 tới tháng 11 mà mới tới phòng phiếu đó thì những cái phiếu đó sẽ được nhận và sẽ được đếm đó là luật của Pennsylvania thì Cộng hòa họ kiện ông Cộng, Cộng hòa họ kiện thì lên tới tối cao pháp viện thì chúng ta biết tối cao pháp viện bây giờ đó nghĩa là dĩ nhiên khi mà kiện đó thì lên những cái tòa từ tòa thấp rồi lên tới tòa cao mà bây giờ vì cái cuộc bầu cử cho nên cái biến chuyển nó lẹ lắm thì cái tòa mà thượng tố đó cái tòa mà mà appeal ở Pennsylvania đó mới nói rằng là tiếp tục vẫn cho nên có nghĩa là đóng dấu ngày 3 tháng 11 mà tới trễ 3 ngày vẫn được chấp nhận thì sau đó thì cái case lên tới tối cao pháp viện mà bây giờ tối cao pháp viện chúng ta thiếu một vị cho nên chỉ còn có 8 vị thôi thì chỉ còn 8 vị cho nên khi mà bỏ phiếu ra đó là 4 4 4 4 mà nếu mà mình đang nghe nói 4 4 có nghĩa là mình biết có 3 vị cấp tiến và một cái người gọi là conservative đó thì cái người đó là ông chánh chánh thẩm John Roberts đó thành ra rốt cuộc là cái kết quả là 4 4 4 4 có nghĩa là tối cao pháp viện họ không có một cái quyết định dứt khoát được mà nếu không có cái quyết định dứt khoát được đó Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái 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 luật của Pennsylvania sẽ được tiếp tục. Có nghĩa là tới cái ngày mà nếu mà cái lá phiếu đóng dấu vào cái ngày 3 tháng 11 cho dù tới trễ 3 ngày đi nữa vẫn kể là cái lá phiếu có giá trị. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra tuần trước. Thì vừa xảy ra đó thì bên phía Cộng hòa họ họ, họ, họ là họ cũng đang chơi là chơi với không biết gì đó thì mới ngày hôm qua kia một hai ngày à, không nhưng không không nhớ rõ là thứ hai hay thứ ba thì tòa tối cao pháp viện lại ra một cái quyết định mà nó là lần này là hồi cái là hôm tuần trước thì cái cái quyết định là 44 không có không có rõ rệt mà thì lần này một vị thẩm phán đã vượt qua cái phía bên kia thành ra chúng ta có cái kết quả là năm ba chỉ có ba cái người gọi là 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 gần, cấp tiến thôi năm vị bảo thủ kể cả ông Chánh đáng John Roberts nói rằng là không được mà cái chuyện này nó xảy ra ở Wisconsin Wisconsin với Pennsylvania đều là hai tiểu bang chiến địa cái sự việc nó giống y hệt nhau mà bây giờ tối cao phát viện lại lần trước thì bốn bốn lần này 53 mà cho nên Wisconsin bị cấm mà Wisconsin bị cấm có nghĩa là nếu mà lá phiếu mà mình muốn bỏ bằng thơ đó thì phải tới phòng phiếu vào ngày 3 tháng 11 chứ cho dù mình đóng dấu vào ngày 3 tháng 11 mà 4 tháng 11 lá phiếu mới tới thì lá phiếu đó sẽ bị vô giá trị. Thành ra vì cái vì tối cao pháp viện đưa ra cái lệnh ở bên Wisconsin kỳ quặc nghĩa là là, là là như vậy đó, không phải là kỳ quặc nhưng mà bây giờ ra cái lệnh như vậy thì bên Pennsylvania nhóm cộng hòa nói là họ appeal liền thứ khác và họ yêu cầu là phải xét lại thì mình biết cái 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 yêu cầu xét lại này thì chắc chắn là những lá phiếu ở Pennsylvania nếu mà đóng vào cái ngày 3 tháng 11 mà đi tới trễ hơn đó những lá phiếu đó sẽ vô giá trị thành ra đây là cái 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 sau khi mà mình nói chuyện với nhau về luật đó thì tôi nói rất rõ với lại uh, khán thính giả trong gia đình NVR nè, là ngày hôm nay là đã quá trễ rồi. Bây giờ với cái, cái phán quyết của tối cao pháp viện như vậy đó, mà cái lá phiếu của chúng ta không tới được phòng phiếu ngày 3 tháng 11, thì coi như là lá phiếu đó vô giá trị. Thành ra nếu mà chúng ta tưởng rằng là, ơ thôi thì từ từ mà mình còn tới 6 ngày lận, mình đợi tới 1 tới tháng 11 hoặc là 2 tháng 11 mình mới bỏ lá phiếu đó thì thưa quý khán thính giả một tay hay là hai tay mình bỏ mà nó nhầm cuối tuần rồi lại bây giờ hiện giờ rất là nhiều tiểu bang đang có một cái chuyện là đang đang gặp cái chuyện là cái là cái không giải thích được đó là thơ bây giờ chậm hơn ngày xưa trễ hơn ngày xưa rất là nhiều thành ra nếu mà chúng ta đợi bữa nay là thứ thứ tư mà chúng ta đợi tới cuối tuần chúng ta bỏ lá phiếu hoặc là ngay bây giờ cũng vậy ngay bây giờ chúng ta bỏ lá phiếu Lá phiếu chúng ta mới đi tới bưu điện, bưu điện họ đóng dấu, đóng dấu thí dụ hôm uh, họ đóng dấu là vào ngày 30 tháng 10 hay là 29 tháng 10 chẳng hạn như vậy. Nhưng mà vì cái lý do gì đó mà nó đi tới phòng phiếu từ cái bưu điện mà tới phòng phiếu mà nó bị chặn ở chính giữa đó thì lá phiếu của chúng ta có thể tới tay của phòng phiếu là 4 tháng 11 chứ không phải là 3 tháng 11 nữa. Có nghĩa là lá phiếu chúng ta vô giá trị. Cho nên bây giờ cái, mình biết cái chuyện nữa là đấu đấu đá chính trị là cái chuyện của thiên hạ cái chuyện mà đấu đá mà về cái vấn đề những cái thủ tục đó là chuyện của thiên hạ cái chuyện của mình đó là mình biết là lá phiếu của mình bây giờ nếu mà quý khán thính giả mà nhận cái lá phiếu ở trong tay rồi đó thì làm ơn lấy ra và bỏ phiếu liền và nhất định là không được bỏ vô thùng thơ tại vì bỏ vô thùng thơ nó có một cái xác suất mặc dù là mình nói thứ tư nhưng mà nó cũng có sẽ một cái xác suất là nó tới phòng phiếu của mình đó, nó trễ hơn là ngày thứ ba 3 tháng 11 cho nên nếu mà hôm nếu mà quý khán thính giả đã bỏ cái lá phiếu của mình vào thùng thư bưu điện rồi đó thì chúng ta yên tâm còn những cái người mà mình nhận lá phiếu kể kể cách đây là một tuần có, có nhiều người nhận 10 ngày hai tuần rồi mà mình chưa có làm cái việc mình bỏ phiếu mà mình muốn lá phiếu của mình có giá trị đó thì tôi kêu gọi quý khán thính giả phải ngay bây giờ mình bỏ thời gian mình điền mình chọn hết đi rồi mình chính mình hoặc là nhờ một cái người nào tin cậy người thân trong gia đình đó chạy tới cái phòng phiếu đó rồi bỏ vào đó thì đó là một cách. Một cách thứ hai nữa là nếu lỡ mất cái lá phiếu rồi thì lại đó in person nói rằng là hôm tôi nhận được lá phiếu mà for cái một vài lý do gì đó tôi mất rồi mình xin một cái lá phiếu khác và mình vote in person. Tóm lại là muốn lá phiếu có giá trị tới giờ phút này là trễ rồi. Đừng bỏ vô thùng thơ nữa. Hãy đi tới phòng phiếu. Một là nếu mình có lá phiếu thì mình bỏ cái lá phiếu của mình ở tại cái, cái thùng ở cái phòng phiếu. Hoặc là cái thứ hai là mình đứng mình sắp hàng mình mình vote tại chỗ vote in person luôn thì đó là cái lời lời khuyên, lời nhắn của tôi. Và nếu mà mình muốn lá lá phiếu của mình có giá trị và sở dĩ tôi nói rằng là cái lần bỏ phiếu này là một cái lần bỏ phiếu nó quan trọng đến mức độ cái bản hiến pháp của mình, cái cái hệ thống dân chủ của mình đang ở trên đường lai, mình không muốn nó rơi vào một cái nhóm gọi là nha tảo độc tài, một cái nhóm mà coi luật pháp giống như là cái chuyện luật pháp là chuyện của tụi đi còn còn bọn tao là tao ngồi xổm trên luật pháp nếu mà mình không có muốn điều đó xảy ra nếu mà mình muốn là thế giới nhận diện được nước mỹ nhìn ra cái nước mỹ mà chúng ta biết chứ không đến nỗi mà bây giờ cái nước mỹ của mình bây giờ nhìn còn không ra nữa đó thì làm ơn bỏ phiếu và bây giờ không bỏ phiếu bằng thơ nữa trễ rồi bỏ phiếu là in person hoặc là nếu mà bỏ phiếu bằng thơ thì cầm cái lá thơ của mình tới tận phòng phiếu bỏ chứ không có bỏ qua bưu điện trở lại với Lê Ngọc thì luật sư duy nhắc nhở là tất cả chúng ta nếu mà chưa bỏ phiếu thưa quý vị thì phải đi bầu vô đó là một cái điểm mà Lê Ngọc thấy um, nó rất là um, hay thưa quý vị mà ngay cả ở chính quý vị khán thính giả nữa thì trong những ngày hôm nay vì Lê Ngọc quá bận thành thử Lê Ngọc mượn cái làn sóng của Đài NVR để Lê Ngọc cũng cáo lỗi với lại những quý vị khán chính giả nào mà gọi cho Lê Ngọc mà Lê Ngọc không có bắt được điện thoại đó nha thưa quý vị. Và quý vị cũng đã để lại cái lời nhắn chia sẻ những cái niềm vui của quý vị là chính quý vị gia đình bạn bè đã đi bầu hoặc là quý vị có những cái trở ngại gì mà quý vị đã gửi đến cho Lê Ngọc thì uh, thật sự thưa quý vị với những cái tin tức bầu cử rồi lại phải có um, những cái vấn đề mà Lê Ngọc phải ghi danh cho quý vị cao niên trong cái chương trình Medicare thành thử uh, Lê Ngọc quá bận cái đó là lời à, cáo lỗi à, của Lê Ngọc ở trên làn sóng này đối với những quý vị à, khán giả nào gọi vào mà Lê Ngọc không bắt được điện thoại. Nhưng mà thưa với lại anh Duyên, những ngày mà gần tới bầu cử đó, nó hào hứng, nó sôi nổi. Đôi khi chính quý vị cũng làm cho Lê Ngọc cảm thấy hào hứng nữa. À, thưa quý vị, à, một cái điều mà Lê Ngọc thấy rằng là quý vị mà ủng hộ cho liên danh Biden-Harris cái điều mong muốn của quý vị là cái chiến thắng. Nhưng trong cái chiến thắng đó đó, mọi người chúng chúng ta đó nói một cách nó rất là nhẹ nhàng thưa với luật sư Duyên. Nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị mét lại cho Lê Ngọc nói là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nói là Tổng thống Trump là thắng gọi là một 100% áp đảo luôn. Thì Lê Ngọc đều nói rằng kệ nó đi ai muốn nói sao thì nói. Nhưng cái điều chắc chắn là chúng ta phải đợi cái kết quả bầu cử tối ngày 3 tháng 11 hoặc có thể sau đó hoặc một vài ngày một cái điều đi bầu làm thực thi cái nghĩa vụ công dân Mỹ đó là cái điều mà Lê Ngọc nhắc nhở cũng như là luật sư Duyên và đây đó nó có những cái tin tức cũng vui lắm trong cái ngày bầu cử thưa quý vị là chính tòa bạch ốc cũng rục rịch đã chuẩn bị cho cái lễ tuyên thệ cho tân tổng thống chúng ta không biết tân tổng thống này là ai lại ngọc không có cái tính giống như những người trumpers mà nói mạnh miệng được chưa có kết quả mà nói là tân tổng thống là là người nào thưa quý vị đó chỉ là những cái điều mà chúng ta mong muốn nhưng chúng ta phải chờ đợi thật sự thì đây là những cái tin tức mà Lê Ngọc thấy vui Nếu mà tính luôn ngày hôm nay Thì chúng ta còn 7 ngày nữa đi là tới chính thức ngày bầu cử à, Thật sự lúc đó chúng ta mới biết được Cái kết quả ai thắng ai thua nhưng mà thưa quý vị ở tại à, tòa bà đốc đó thì họ đã sửa soạn à, đây là một cái ủy ban liên hợp giữa quốc hội và lễ tuyên thệ là chúng ta nhớ rằng cái lễ tuyên thệ đó là vào tháng giêng sắp tới nữa nhưng mà họ phải tổ chức cái lễ tuyên thệ tại ở một cái khu vực về phía lê à, ngọc nhớ là về phía tây của Capitol hill của điện capital đây là một cái truyền thống duy trì từ thời của tổng thống uh, ronald reagan thì um, khi mà du khách đó, nếu mà chúng ta đến ở Capitol Hill và tòa bạch ốc đều có thể quan sát thấy bắt đầu cái sự rục rịch này rồi cái quá trình thi công đang tiến hành dành cho lễ tuyên thệ vào sang năm vào tháng giêng ngày 20 của năm 2021 và hiện nay thì quý vị sẽ thấy có những cái chiếc trực thăng họ bay ở cái tầm thấp tầm thấp thôi Di chuyển quanh khu vực này để mà làm gì thưa quý vị để tăng cường cái vấn đề à, an ninh và theo lời phát ngôn viên của ủy ban liên hợp giữa quốc hội và lễ à, tuyên thệ đó là ông page was thì ông này cũng đã xác nhận là công việc thi công đã bắt đầu diễn ra mà năm nay đó họ um, thi công một cách gọi là uh, với một cái, uh, cái cách mà họ xây dựng cái khán đài đó thì ở một cái quy mô nhỏ hơn và họ sẵn sàng nếu mà Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan mà họ phải làm nhỏ lại thì họ giống như là uh, họ đã sẵn sàng để mà có thể thu hẹp lại cái kháng đài một cách uh, nhỏ hơn và cái nhóm à, kiến trúc sư của điện Capido họ cũng đang rất là bận rộn với cái nhiệm vụ à, thi công ở ngay cái khu vực sân khấu tổ chức cho lễ tuyên thệ mà trước đây họ nói là thường chứa được là tới 1.600 người bao gồm tổng thống rồi phó tổng thống đắc cử những thành viên của quốc hội à, thẩm phán của tòa án tối cao cựu tổng thống và cựu phó tổng thống và cái phần chỗ ngồi thì không có mái che gần sân khấu sẽ tiếp đón tới trên 1.000 người thành thử trong năm nay quý vị ai là tân tổng thống và cái người tân tổng thống này nó rất là quan trọng vì cái số người sẽ đến tham dự như thế nào điều này thì chúng ta cũng hãy chờ xem coi thật sự nó diễn ra như thế nào vào năm tới thưa với lại à, luật sư duy và hồi nãy trong lúc mà lệ ngọc trình bày lệ ngọc nói là lệ ngọc cũng thận trọng mà thành ra lệ ngọc không có không có nói mà mạnh miệng như cái kiểu là mà những cái người mà nói là tổng thống trump mà thắng một trăm phần trăm đâu thực sự ra cái 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 câu mà anh duyên nói là tổng thống trump thắng một trăm phần trăm năm 2018 đó vào cái bầu cử giữa mùa thì uh, cái hạ viện đang nằm ở trong tay của đảng cộng hòa thì đảng dân chủ gọi là lấy lại hạ viện mà lấy lại một cách gọi là áp đảo vẻ vang luôn đó dĩ nhiên thượng viện thì vẫn còn nằm ở trong tay của của đảng cộng hòa thế mà những cái người mà gọi là bên phía bên ủng hộ tổng thống trump đó thì lại nói rằng là bây giờ nhìn qua cái kết quả xong đó là thấy tổng thống thắng một trăm phần trăm tôi nhớ lúc đó tôi đang ngồi, ngồi mà tôi đang uống cà phê mà tôi nghe nó họ tuyên bố là tổng thống thắng 100% là tôi sặc ra một cái tôi nói dạ à, đúng rồi đó tôi mong tới năm 2020 này tôi thấy tổng muốn thấy tổng thống thắng 300% luôn tại vì cái chuyện mà tổng thống thắng 300% đó có nghĩa là là bên phía dân chủ sẽ lấy lại cái tòa bạch ốc sẽ lấy lại cái thượng viện và dĩ nhiên giữ cái hạ viện cho tới bây giờ mình biết là cái hạ viện đó là 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 của dân chủ nhưng mà những cái thăm dò gần đây những cái những cái vận động gần đây cho thấy rằng là thậm chí là lần này hạ viện bên phía dân chủ còn lấy nhiều hơn nữa. Thượng viện thì mình biết là có 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 10 cái 10 10 cái chỗ mà tranh đang tranh chấp ngang ngửa mà trong đó chỉ có một chỗ tranh chấp ngang ngửa chắc chắn là thua là của dân chủ thua một chỗ đó. Chín chỗ còn lại đó là dân chủ có cái xác suất là sẽ lấy chính cái chỗ đó vậy thì nếu mà tháng 11 này ba còn tuần tới đó nếu mà tuần tới mà thượng viện hạ viện và ngay cả cái tòa bạch ốc mà lọt vào tay của đảng dân chủ đó thì lúc đó mình phải nói theo cái 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 cách nói của bên phía bên những cái người cuồng trump đó là tổng thống ta mà thắng ba trăm phần trăm lần thì tôi mong cái số ba trăm phần trăm đó lắm nhưng mà đó là cái chuyện mình nói đùa bên ngoài thôi Còn đây là serious Nói nghiêm túc một chút xíu Là trong những cái người những, Có rất là Nhiều cái cơ quan thăm dò thì chúng ta biết rồi Thì năm 2016 đó Đa số các cái cơ quan thăm dò Và những cái người mà gọi là bình luận về chính trị Trong đó có những cái tay như là Faris Zakaria chẳng hạn Họ cũng nói là bà Hillary sẽ là tổng thống là bởi vì nhiều lý do rồi những cái thăm dò nhưng mà có có một vài cái cơ quan nhỏ nhỏ thôi thì có cái um, có có cái um, cơ quan có có một cái uh, một cái um, tờ báo về chính trị đó là Cook *political report đó thì cái cái nhân vật này là ông Dave *Westerman thì năm 2016 đó chính là ông là cái người ông phân tích và ông nói đi nói lại ông nói sẽ có một cái xác suất rất là cao là Donald Trump sẽ thua cái số phiếu phổ thông có nghĩa là thua thua, cái số phiếu mà chúng ta chúng ta bầu đó nhưng mà lại thắng các cái tụ tăng thắng các các cái tụ nhỏ đó và vì như vậy mà đủ 270 phiếu cử tri đoàn để mà thắng cái cuộc tranh cử đó là ông D. Westerman ông đã nói năm 2016 và cái kết quả thì ông là trong một trong những cái số người rất là ít đoán và đoán đúng như vậy tức là Donald Trump thua cái số phổ thông nhưng mà lại đủ mấy cái tụ đủ mấy cái tiểu bang đó để mà thắng cái cái uh, thắng cái ghế tổng thống thì chúng tôi cũng đã chia sẻ là cái hình thức nhiều người cứ mỗi một lần nghe như vậy thì sợ là lá phiếu của mình không có giá trị tôi nói là không lá phiếu của mình vô cùng giá trị cho nên tôi vẫn khuyến khuyên là gia đình chúng ta đi bầu và chỉ, chúng ta chỉ cần giúp cái tiểu bang của chúng ta chúng ta giúp cho Joe Biden thắng cái tụ đó đó là mình sẽ thắng là mình mình, mình thắng luôn cả cái số phiếu uh, cử tri đoàn của cái tiểu bang đó mà cho nên ông Dave Westerman năm 2016 ông đã tiên đoán như vậy và bây giờ mà tiên đoán này không phải là tiên đoán theo cái kiểu mà nhìn theo tử vi nói rằng là cái ông Donald Trump nhà mình mà có cái tướng tỷ tử vi là tử phủ vũ tướng không có không có cái chuyện đó đâu ông này ông phân tích đàng hoàng và ông nói rằng là dựa trên cái phân tích của ông đó thì năm nay ông nói rằng là chúng ta chuẩn bị đi là có thể là tuần tới chúng ta bắt đầu có tổng thống mới rồi đó mà ông nói mà ông nói là rất rất là rõ ràng ông nói là hồi năm 2016 đây là cái câu của ông nè là ông nói rằng là có một cái cơ hội tuy là nó bất thường nhưng mà nó cao nó cao là Donald Trump sẽ thắng cái electoral college có nghĩa là thắng mấy cái tụ đó mặc dù là thua phiếu phổ thông đó là năm 2016 ông nói như vậy còn năm nay ông nói là hãy chuẩn bị cái tinh thần cho một tổng thống Joe Biden bởi vì thứ nhất là trong các cái thăm dò đó thì hiện giờ cái khoảng cách của ông Joe Biden mà ông dẫn đó nó không có nằm ở trong cái cái phạm vi mà sai số như là cái thời của bà Hillary Clinton nữa thứ hai là bây giờ đó cho tới giờ phút này không còn không có cái cái số người mà cái số người mà gọi là nó là ô tôi chờ để mà tôi bỏ cho hoặc là tôi nằm nhà hoặc là tôi không bỏ cho ai cả cái số đó bây giờ cái số đó rất là ít và ông nói là cái số mà gọi là undecided đó tới giờ phút này đó mà chưa quyết định cái số đó không có lớn và cuối cùng ông nói rằng là mà cái dấu hiệu mà rõ nhất nó là bên cạnh hai cái điều mà tôi mới vừa nói đó, ông nói là mình để ý cái cái dao ballet đó, cái cái sự vận động của hai đảng trong những cái ghế như là thượng nghị sĩ rồi dân biểu rồi những cái cái, cái 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 những cái mà nó nó nó, nó đau mà đau ở, ở trong cái 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 lá phiếu của mình đó thì có cao ti rồi có city này nọ đó, thì cái cách mà hai đảng họ đổ tiền để họ vận động đó thì cho thấy rằng là cái ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump càng ngày nó càng mờ nhạt đi. Thì ông Dave Wasserman, ông nói rằng là rất là, đó là, là cái xác suất rất là cao là chúng ta sẽ có Joe Biden là là cái người đắc cử vào vào 3 tháng 11 này. Thì đó là cái cái lời phân tích mà. Cho nên, yes, uh, Lê Ngọc rất là thận trọng tôi thì cũng thành trọng chút chút, nó thế, cho nó vui và cái thứ ba là những cái ông như là d. Wasserman này đó, thì mấy ông làm việc rất là khoa học, mấy ông đã nghĩa là mấy ông neutral mà, không có Hillary cũng không có cũng không có Donald Trump cũng không có Joe Biden gì đó, thì năm 2016 ông đã nói như vậy và bây giờ ông nói như vậy, cái cái điều tôi buồn cười lắm là trong khi mà mà những cái người mà còn còn, còn tỉnh á mà chúng ta cứ nói là 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 cái 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 mình phân tích cái gì là mình phân tích theo khoa học, con số mình phân tích theo dữ kiện, mình phân tích theo cái behavior của của người đi bầu vượt và của các đảng đó thì là có một cái nhóm nhóm này chắc mình, không phải không không đến nỗi như là QAnon mà thuyết âm mưu gì đó, tự nhiên có một tay lên để viết một cái bài là tôi chắc chắn một trăm là tổng thống sẽ thắng là tại vì tôi coi cái tử vi của ông đó thì ông có cái cách là tử phủ vũ tướng tôi nói nhiều khi cái nó cái ba lát nó, nó nó đến một cái mức độ này nè là thứ nhất là cái cái khai sinh của của tổng thống donald trump đó mấy ông cốc cắn nó không cho tôi chắc chắn là nếu mà giả sử có biết được cái ngày sinh của tổng thống đi nữa đó thì cũng không sẽ cũng sẽ không có biết cái giờ sinh là cái gì nữa mà ngay cả tôi nói tử vi đó mà đúng hoàn toàn tức là biết hết đi nữa đó thì tử vi cũng không có đúng nữa ngồi lõm bõm đọc được là nào là tử phủ vũ tướng rồi thái dương thủ mệnh rồi, rồi sông mã kỵ sông hao cái chuyện cái, cái những cái câu mà nó rùi bu như vậy đó một cái đứa con nít mà bắt đầu mà nó 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 uh, nó nó uh, gọi là, là nó nó biết biết đọc nó nó đọc uh, cuốn tử vi nó cũng nói cha cái người này là có cái tam hóa liên châu rồi nó mấy cái chuyện đó là chuyện rùi mình đã thấy là trong cộng đồng mình có những cái đầu óc mà rất là ma mị rất là trần dần đó mà mà đi ra làm tuyên tri mà nó cứ nói rằng là tôi mà tôi là cố vấn cho ông Bush mà tôi cố vấn cho ông obama mà tôi chả biết mẹ gì tiếng anh hết đó. hay không cố vấn quý khán thính giả thấy không và những cái tay đó mỗi một lần mà tôi đọc đó, đó tôi có một cái vui cái vui là thứ nhất là nó là một cái trò hề và cái thứ hai nữa đó là tôi nói rằng là bên cạnh những cái mà tử phủ vũ tướng này đó nó có một cái khối lớn hơn rất là nhiều cái khối đó là gia đình NPR của chúng ta nè. nói cái gì là có có lý luận có sách vở và và có phân tích mình mình làm rất là khoa học chúng ta tin vào khoa học chứ chúng ta không có tin vào tử vi còn nếu mà nói vào tử vi thì thưa cái ông tử phủ vũ, vũ tướng nào đó yes Donald Trump có số làm vương làm bá làm ma vương làm hạ bá trở lại với Lê ngọc quý vị, uh, quý vị uh khi mà mỗi lần mà mỗi ngày mà lệ ngọc mà đọc những cái tin tức đó đôi khi cái lệ ngọc xuyên ngọng đó lệ ngọc thấy rõ ràng chúng ta hiểu được cái cá tính của vị Tổng thống thứ 45 của chúng ta, thưa quý vị. Quý vị cũng biết rằng là nếu mà nói đến à, truyền thông thì Fox News là một cái đài truyền thông bảo thủ đưa rất là nhiều những cái tin tức mà liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ngay khi, thưa quý vị, mỗi lần mà Fox News á, mà đưa những cái tin gì mà không có lợi cho Tổng thống hay là đưa tin của những đối thủ của ông là ngay lập tức, thưa quý vị, ông lên tiếng và ông nói rằng ông đã thất vọng là thất vọng tràn trề vì Fox News đã phát cái bài phát biểu của cựu tổng thống Barack Obama. Quý vị biết rằng là tổng thống Donald Trump đâu phải là chủ nhân của Fox News. Fox News cũng là một đài truyền thông thì lại ngọc thấy cái cái chính yếu là phải làm đúng cái chức năng truyền thông của mình chứ không phải là vì cái cảm tính đưa ra cái bản tin này đó thì lệ ngọc nhớ có một vị khán thính giả ở california thì có để lại một cái lời nhắn thưa với luật sư Diên ông nói rằng cô Lê ngọc cô Lê ngọc có thể nói là có thể nói là à, những người mà ủng hộ cho uh, trump đó là họ sẽ đi bầu theo trái tim còn uh, những người mà không ủng hộ cho uh, donald trump thì ủng hộ thì bầu theo khối ốc thì thật sự thưa với lại à, luật sư Duyên lệ ngọc thấy hai cái bộ phận này của con người của chúng ta đều là hai cái bộ phận rất là quan trọng vì thật sự nếu mà trái tim không có cái khối ốc cũng không đưa đến một cái quyết định đúng đắn nhưng mà chúng ta có một cái khối ốc mà không có trái tim thì đôi khi nó cũng lạnh lẽo quá không hiểu là luật sư duyên. <laughs> nghĩ là vì à, khán giả này nói rằng cô Lê Ngọc cô Lê Ngọc nói đi thì không biết là luật sư Duyên và quý vị à, khán giả ngày hôm nay nghe thì quý vị có một cái cảm xúc như thế nào um, cái, cái 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 câu nói của cái cái đề nghị của vị khán giả đó yes nó đúng nhưng mà nó chỉ đúng một phần thôi khi mà chúng ta đi bỏ lá phiếu đây là cái phân tích mà nó rõ ràng nó tự nhiên này. thứ nhất là cái, cái cái, cái cái chuyện đầu tiên là chúng ta dùng cái quan sát rồi mình mới mình mình mới phân tích này nọ và qua cái phân tích và cái qua và cái qua, qua cái quan sát của mình đó thì lệ ngọc nói một cái câu một cái câu mà anh duyên rất là đồng ý đó là tim mà cái 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 khối óc của mình đó mà nó 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 được liên kết với cái trái tim đó thì cái phân tích cái luận lý của mình đó đôi khi nó, nó 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 hay hơn mình đừng có để cho cái trái tim nó khống chế cái khối óc cũng giống như đừng có để cho cái khối óc mà nó khống chế trái tim tại vì cái, cái cái đây là cái common sense là một tay mà có một cái đầu óc rất là kinh hoàng rất là thông minh nhưng mà cái trái tim mà tàn ác đó thì cái tay đó sẽ trở thành những cái thứ như là lenin như là hitler còn những cái người mà có trái tim mà không có đầu óc đó thì cái gì cũng theo cảm tính đó thì nó nguy hiểm là tại vì chúng ta quyết định mà chúng ta không có quyết định theo một cái một cái um, hướng nào hết đó cho nên bây giờ mình thành ra anh Duyên mới nói rằng là nếu cho tới giờ phút này mà chúng ta không thấy được cái cái tòa bạch ốc này cái chế độ của Donald Trump này là không có óc là rõ ràng rồi mà lại không có trái tim nữa đó thì là là chúng ta chỉ thấy có phân nửa thôi. Quý khán thính giả hãy nhìn thấy. Nếu mà bây giờ mình là một cái đứa trẻ nè, tôi không hiểu là quý khán thính giả đó có trải qua hay không nhưng mà tôi tin rằng là nhiều người trong trong chúng ta trải qua. Cá nhân tôi có trải qua. Lúc đó là mình tôi tôi nhớ là lúc đó tôi chừng lên chừng bốn năm tuổi thôi. Đi với mẹ tôi đi ra phố ở ở chợ chợ Sài Gòn lúc đó chợ Sài Gòn lúc đó thì nó nhỏ thôi và cái, cái cái đường phố nó cũng bắn thôi thì tôi còn nhớ là tôi đi trên đường Lê Thánh Tôn, bị lớn lên rồi thì mình mới nhớ lại thì mẹ tôi chỉ có sơ sẩy một cái ngó lơ thôi. Tôi tôi là lúc đó tôi đang đi đi theo cái cái đi, đi, đang đi bộ theo cái cái luồng người nữa. mẹ tôi chỉ ngó lơ thôi, tôi luồng người tới chừng tôi quay lại tôi không thấy mẹ tôi nữa. Cái cảm giác của tôi trong trong vòng có chừng 5 năm 3 phút đó thôi mà tôi còn nhớ là tôi kinh hoàng, tôi khóc, tôi gào bởi vì một cái đứa bé 4 năm tuổi mà mất không không còn cha mẹ xung quanh mà ở giữa cái phố đông người đó đó là cái cảm giác của tôi bây giờ quý khán thính giả cứ tưởng tượng là 545 đứa trẻ yes tôi biết là ba má nó đưa nó qua đây là bất hợp pháp yes họ đang xin tị nạn mình không cho đi nữa mình giam thì cái tới đó cũng còn ok đi giam mà giật đứa bé ra khỏi tay cha mẹ và đây là từ cái miệng của cái thằng Steven Miller nó nói rằng là phải làm như vậy đó đặng mới ngăn cái đám mà tị nạn được có tới quý khán thính giả thấy không và ngay bây giờ 545 đứa trẻ đó lại không biết cha mẹ nó ở đâu quý khán thính giả cứ tưởng tượng như vậy mà bây giờ người ta vẫn an nhiên tự tại người ta xưng hùng xưng bá đó thì tôi hỏi rằng là cái lũ này đó ngoài nó không có ốc rồi nó có tim không nó có tim hay không Quý khán thính giả cứ tưởng tượng là 545 đứa trẻ mất cha mất mẹ. Tôi nhớ là hồi mà tôi ở trên đảo đó những anh em làm việc ở trong phòng cao ủy chúng tôi là đều biết cái chuyện đó là những cái đứa trẻ mà đi tới đảo mà gọi là unaccompanied minor đó là, là những đứa trẻ mà đi không có cha mẹ đó là cao ủy và kể cả cái cái cái, cái uh, phái đoàn Mỹ của chúng ta họ làm bằng mọi giá họ phải liên lạc cho thân nhân ở đâu là cho dù thân nhân có ở Đức, ở Pháp, ở Mỹ họ truy ra được một cái là họ lập tức làm đủ mọi thủ tục đứa bé lên máy bay, đứa bé rời đảo đi liền thứ khác. Cái người người ta cái cái trái tim của nước Mỹ lúc đó là như vậy. Còn trái tim của nước Mỹ dưới cái thời Donald Trump đó là loại tim heo, tim tim tôi nói xin lỗi con heo nó cũng thương con của nó, tôi nói vậy tôi cũng xúc phạm con heo nữa. Đó là một 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 cái tim của một cái cái loài nó chai đá nó ma ma quỷ rồi đó là một cái thứ ma vương một cái thứ hà bá rồi đó là tim ma vương tim hà bá đó là cái tim của donald trump đó. cho nên yes nếu mà bây giờ phải nói như vậy là những người mà cho tới giờ phút này mà còn cuồng trump á tôi phải đặt một cái dấu hỏi rất lớn về cái đầu của họ và đồng thời Tôi đặt cái dấu hỏi rất lớn về cái trái tim của họ nữa luôn chứ không phải. Còn những người mà bây giờ chúng ta hạ quyết tâm chúng ta nói rằng là bằng mọi giá cỡ nào chúng tôi cũng phải bầu và cỡ nào chúng trong cái power của tôi một cái 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 quyền lực rất là gọi là khiêm tốn và đơn giản của tôi chúng tôi đó. Chúng tôi làm đủ mọi giá bằng trái tim chúng tôi, bằng cái khối óc của chúng tôi, chúng tôi phải có một tổng thống mới. Và cái đó là cái câu trả lời. Cho nên yes thưa quý khán thính giả cái không phải là cho chúng ta không nữa hay ngay cả muôn loài cũng vậy nữa cái trái tim cái, cái mấy mấy cái loài đó nhiên từ nào là từ một cái nghĩa là sâu bọ cho tới cho tới animal gì vậy đó giống chúng ta chỗ là có tim có trái tim tức là họ nó cũng có trái tim thương yêu này nọ chỉ có một cái là nó được equip nó được trang bị bởi một cái khối óc không có tinh vi, không có kỳ diệu như là cái ốc của chúng ta thôi. Cho nên nói để mà nói cái câu chuyện từ thật sự ra, cái câu hỏi của quý của, của tín giả chỉ là cái câu hỏi là vui thôi. Nhưng mà mượn cái đó để anh em chúng tôi nói rằng là chúng ta vì cái ốc, vì cái bộ ốc của mình, vì cái con tim của mình mà chúng ta làm nhiều điều, trong đó có cái cuộc bầu cử này chúng ta làm với cái sự phân tích và với cả cái trái tim thương yêu của chúng ta trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, à, có một cái điều đó, à, thưa quý vị, à, phải nói rằng là Tổng thống Donald Trump, ông cũng có một cái mặt mà nói rằng là ông chiến thắng với lại ông Joe Biden nha. Cái điều này quý vị có bao giờ nghĩ đến một cái điểm đó, là nếu mà tất cả những người mà dùng ở trên trang mạng xã hội nếu mà người ta so sánh đó thưa quý vị thì quý vị sẽ thấy là Tổng thống Donald Trump ông rất là mạnh trên cái vấn đề uh, những người vào những cái trang mạng của ông uh, sử dụng rất là nhiều còn bên phía những người mà ủng hộ cho ông Joe Biden thì cái số người này uh, thấp hơn và từ cái sự việc này đó để chúng ta càng thấy rất là rõ cái nhân tính cái cá tính của tổng thống Donald Trump như thế nào à, thưa quý vị và xuyên qua cái việc mà ông lên tiếng và ông nói rằng là ông rất là giận và ông chê bai Fox News ông thất vọng vì đưa cái bài phát biểu của ông Obama thì đây Cụ tổng thống Barack Obama cũng vào ngày thứ ba hôm qua quý vị biết rồi tới gần ngày bầu cử thì cả hai bên lúc nào cũng phản bác lại nhau rất là nhanh chóng thì ông obama vào ngày hôm qua ông cũng chế nhạo cái thói phải nói rằng người ta nói đây là một cái thói uh, không có tốt một cái thói xấu của tổng thống donald trump là cứ dùng twitter một cách gọi là quá nhiều điên cuồng uh, rồi truy ra rồi sửa đổi rồi lại uh, gọi là chỉ trích những đối thủ của mình mà dùng những cái từ rất là nặng nề không có xứng đáng là một vị uh, tổng thống ở cái vai trò của một của vị tổng thống thành thử trong cái bài phát biểu ngày hôm qua mà ông obama ông ủng hộ cho ứng cử viên bên đảng dân chủ ông joe biden tại orlando florida thì ông nói ngay lập tức thưa quý vị nào là donald trump sử dụng mạng xã hội chỉ để thúc đẩy những cái thuyết âm mưu vô căn cứ của QAnon và rồi uh, cho rằng cái, một cái thuyết âm mưu khác là Osama bin Laden không có thực sự bị uh, giết cũng như là Obama và Biden đã giết chết siêu team 6 để che đậy cái chuyện này những cái chuyện mà ngay cả rất nhiều người họ biết không đúng nhưng mà chỉ có tổng thống thứ 45 là có một cái can đảm thưa quý vị đưa ra những cái thuyết âm mưu quý vị còn nhớ là luật sư duyên nói rằng ông nói rằng con trai của ông Barron chỉ có 15 phút sau là hết bị nhiễm covid liền quý vị quý vị có thể tưởng tượng không dù rằng chúng ta không phải là những người chuyên gia về khoa học về y khoa chúng ta cũng biết được cái điều đó nó hoàn toàn không đúng nổ thì lại ngọc nghĩ nổ nó cũng vừa vừa nổ quá thành thử đâm ra nhiều khi lại ngọc nhiều khi không hiểu tại sao là là tổng thống Donald Trump lại có thể mà mạnh miệng mà nói như vậy à, thưa quý vị thành thử còn có một cái chuyện khác khi mà nói đến những cái trang mạng xã hội đó thưa quý vị thì cũng trong ngày hôm qua thôi trang mạng chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump đã bị đánh sập và thưa quý vị trong cái vụ mà đánh sập như này đó thì cái tin tặc đó họ đã để lại một cái thông tin gọi là cái thông tin này nói như thế nào à, thưa quý vị cái thông tin này có cái dòng chữ viết màu xanh thì quý vị cũng biết khi mà nói đến màu xanh thì là đại diện cho bên phía đảng dân chủ nhưng mà không phải là bên phía dân chủ họ làm đâu nha thưa quý vị nhưng mà cái dòng chữ màu xanh này đó họ viết là viết như thế nào à, thưa quý vị họ đã cho rằng á là họ sẽ vạch ra những cái thuyết âm mưu những cái sự giả dối của tổng thống donald trump thành thử là chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn thì những người mà họ gọi là họ chịu trách nhiệm về cái vấn đề cái uh, trang mạng của tổng thống Donald Trump thì họ đã bỏ xuống uh, ngay lập tức nhưng mà tin tặc này họ đã tuyên bố rằng là họ đã nắm trong tay những thông tin bí mật cho thấy chính phủ của tổng thống Donald Trump liên quan đến nguồn gốc của cái con virus uh, corona này và họ sẽ đưa ra để mà làm bằng chứng uh, Quý vị thấy đi, ở cái thời điểm này đó có quá nhiều những cái thông tin mà gọi là nhiễu loạn mà từ đâu ra. Quý vị thấy trước đó nó đâu có như vậy. Nhưng mà chỉ, chỉ từ khi mà Tổng thống Donald Trump, ông lên lãnh đạo của nước Mỹ thì nó có quá nhiều những cái thuyết âm mưu, rồi quá nhiều những cái câu chuyện mà nó không có thật. À, thưa với lại luật sư Duy. Khi mà Lê um, Lệ Ngọc nói rằng là cái số phải công nhận là cái số người mà đi theo dõi Donald Trump ở trên cái Twitter trên các trang mạng thì đông thật đông đông hơn ông Biden đó. Đây là cái lời giải thích nè, là Donald Trump chuyên môn tung những cái tin cái kiểu giống như là Osama bin Laden còn sống chẳng hạn như vậy đó. tức là tung những cái tin kêu anon này đó, thì yes cái đám mà cuồng Trump tin tin vào những cái thuốc thuyết mà ma mị như vậy đó thì họ vẫn tiếp tục họ, họ xem nhưng mà bên cạnh đó một cái số rất là lớn là những người mà người ta muốn tìm hiểu sự thật người ta muốn chứng minh là Trump wrong người ta muốn chứng minh Trump là một cái tên tầm bậy người ta cũng nhào vô thành ra lẽ ra thí dụ có một triệu người xem bây giờ nó thành ra hai triệu hai triệu là tại vì một triệu người kia đó là một triệu người họ theo dõi để họ chửi họ theo dõi giỏi để họ tìm ra sự thực họ theo dõi để mà họ làm những cái tin thông tin báo chí thành ra có rất là nhiều người vào trong cái mạng của Trump vì những lý do khác nhau chứ không phải là người nào vào cũng là ủng hộ cả cho nên yes nó đông nhưng mà cái số mà thực sự mà cuồng Trump ở trong cái đám đám người mà đi vào mạng đó đó thưa quý khán thính giả cái, cái, số người mà ủng hộ đó chắc là vào khoảng 42 phần trăm tôi 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 những những con số nó cho mình thấy như vậy mình dùng cái common sense là mình thấy rồi cái đó là thứ nhất thứ hai là cái chuyện mà cái, khi mà tôi đọc cái tin là cái trang mạng của Donald Trump bị hack bị tấn công vô đó thì cái này tôi thích nó một cách rất là 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 thận trọng nếu mà tôi mà là cái 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 nhóm mà muốn phá hoại cái cuộc bầu cử Mỹ này tôi muốn muốn cho mọi người thí dụ vào 3 tây tháng 11 mà ông Joe Biden đó mà ông ông thắng rõ ràng đó tôi muốn thổi khói vào tôi muốn là cái kết quả này không phải là rõ ràng kết quả này không phải là dứt khoát kết quả này là do là cái 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 là là bị hát này nọ có một cái nhóm nào đó nó ủng hộ Joe Biden nó làm thí dụ như vậy đi thì cái nhóm nào mà muốn phá cái cuộc bầu cử vào tháng 3 tháng 11 vào tuần tới đó thì họ sẽ tấn công họ biết họ tấn công vào 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 phía Joe Biden thì Joe Biden đã block kỹ rồi đã từng là nạn nhân hồi 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 năm 2016 là Hillary đã bị rồi toàn bộ những cái cơ quan bầu cử của Mỹ bây giờ người ta không có muốn là bị là nạn nhân người ta đã chuẩn bị rất là kỹ rồi cho đến mức độ mà mà Putin cũng đã phải lên tiếng mà hôm, hôm hôm qua là, là 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 gần như là cách xa Donald trump rồi đó thì bây giờ tôi dùng chính cái 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 lực lượng của tôi đó tôi đánh vào tôi phá sập cái 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 trang mạng của của Donald trump chỉ để làm gì hù như vậy thôi không có cần phải tung tin gì nữa đây là cái gut feeling của tôi là cái common sense à. tôi nói là từ đây cho tới tha, 3 tháng 11 cái nhóm đó cũng sẽ không có tin cũng không có tung một cái tin gì mà thực sự mà có hại cho Donald Trump đâu không có đâu cái nhóm đó không chừng nó chính là cái nhóm của nga nó quánh cho sập để rồi nó 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 cho nó 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 nó, nó gieo cái hoang mang trong người dân của mỹ đó là hình như cái cuộc bầu cử này đó là một cái cuộc bầu cử mà nó không có không có minh bạch lắm và thưa quý khán thính giả cái 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 chuyện ba năm rưỡi nay đó nó chứng minh cho cái câu chuyện cái 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 suy luận của mình ở cái chỗ này nè là cái phía mà nỗ lực mà cho rằng là cái bưu điện của mình là hư rồi cái cái các cái các cái, các, cái tiểu bang bầu cử đó là bây giờ là là gian lận rồi cái cuộc bầu cử của mình toàn là gian lận hay không đó tất cả những cái lý thuyết đó đó đều nằm bên phía của Donald Trump hết và tất cả những cái nỗ lực của Donald Trump cho tới giờ phút này đó là ngăn cản chúng ta là đừng đi bầu còn nỗ lực của bên phía bên chúng ta nhất là của gia đình NVR là mấy ông muốn làm gì mấy ông làm chúng tôi vote trả lời với Lê Ngọc À, đang theo dõi cái uh, YouTube cái video thì uh, thưa với lại uh, quý vị uh, Lê Ngọc nhờ ban kỹ thuật để lại cái um, thông tin mà trang uh, web của tổng thống Donald trong bị đánh sập đó, thì uh, thưa quý vị quý vị thấy cái đầu tiên đó là hai cái phù hiệu hai cái phù hiệu của cơ quan FBI và bộ uh, tư pháp và Lê Ngọc có thể dịch sơ qua để cho quý vị nắm bắt được là thế giới đã có đủ tin giả do tổng thống donald j trump phát tán mỗi ngày và đã đến lúc mà cả thế giới phải biết sự thật à, rồi tiếp theo cái hàng đó là nhiều thiết bị đã bị vô hiệu hóa cho phép truy cập toàn bộ vào trump và thân nhân và chúng tôi có chứng cớ hoàn toàn làm mất uy tín của tổng thống donald trump trong vai trò tổng thống đưa ra sự dính líu về hình sự của ông ta và sự hợp tác với những tác nhân của nước ngoài nhằm thao túng cuộc bầu cử năm 2020. Và hôm nay là ngày mà cả thế giới có thể quyết định họ muốn biết sự thật hay không. Và do đó, thưa quý vị, đó là cái thông tin mà trang mạng của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua khi mà bị đánh sập. Thì sau đó, giám đốc truyền thông của chiến dịch của Tổng thống Donald Trump, đó là ông Tim Murtaugh, ông này cũng đã xác nhận là trang mạng này đã bị phá hoại nhưng thông tin cá nhân của cái người đóng góp và người ủng hộ thì không bị khai thác. Họ rất là sợ là bị mất đi những cái thông tin của những quý vị nào mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Đó là một cái sự kiện mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trong cái mùa bầu cử năm nay. Và sau vài giây phút mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị những cái lời kêu gọi trong cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, chúng ta nên bầu cho ai? và một số cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài NVO. Luật sư Duyên và Lệ Ngọc sẽ trở lại để mà cập nhật cho quý vị về những cái kết quả thăm dò ở những cái tiểu bang chiến địa, những cái battleground state cho tới ngày hôm nay như thế nào.